Hai người con gái ruột của nghệ sĩ Diệp Lan nói lời tiễn biệt cha, nói rõ lý do không theo nghề diễn. Tang lễ của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 3 giờ Việt Nam tại San Jose. Người thân gồm vợ, bà Thu Phong và các con, bạn bè. Trong buổi phát biểu cảm tạ quan khách đến viếng, có hai người con gái con của nghệ sĩ Diệp Lan lên phát biểu cảm ơn nghệ sĩ và khán giả đã đến viếng cha mình, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm về người cha thương yêu. Dạ, đây là lần đầu tiên Tuyền đứng, Tuyền nhát lắm, không có, bởi vì không có bao giờ mà nghĩ là mình sẽ đi theo cái nghề của ba. Nhưng mà Tuyền lúc nào cũng, ba thì ba thích Tuyền đi học, rồi đi làm, có tiền để sau này lo cho gia đình. Thì ba nói là đi hát rất là khó, rất là con gái nữa. Nhưng mà anyway, con đứng đây á, con muốn nói là con rất là hãnh diện là con của ba, và con rất là biết ơn ba đã sinh ra con để cho con được ngày hôm nay. Là công ơn của cha mẹ rất là to lớn, không bao giờ mà con có thể đền đáp được. Và con cũng coi như là má con và em con đã cảm ơn tất cả mọi người, nhưng mà con xin một lần nữa là cảm ơn các cô chú anh chị trong nghề của ba, cũng như khán giả và gia đình của mình ở Mỹ, cũng như ở Việt Nam, mấy chị em trong công ty của con nữa cũng đã tới đây để mà dự cái buổi tang lễ này của ba. Nếu mà gia đình con có gì mà sai sót, xin mọi người tha thứ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, đây là chị ba của hai của con. Cũng không biết nói gì nhiều hơn, thì Phượng Loan cũng cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và tất cả đồng nghiệp của ba đến viếng ba lần cuối. Thì cũng sẵn hôm nay thì con cũng cảm ơn ba, cũng là người sinh thành ba con. Con không biết nói gì hơn, thì con cũng cầu xin ba về nơi đất Đức Phật. Dạ, con cảm ơn cô và cái cuộc sống của cô với ba. Con thấy cô rất là hạnh phúc. Dạ, đối với ba con. Dạ, cũng cảm ơn Tuyền. Cũng từ đó giờ Tuyền cũng lo cho ba nhiều hơn. Thì Tuyền cũng có nói là ba sống nghệ sĩ có tiếng mà không có miếng. Thì ba rất là nghèo, nhưng mà Tuyền cũng là cái người mà lo cho ba và cô. Và trong gia đình con cũng rất là hạnh phúc. Con cũng rất là ngưỡng mộ về cái cuộc sống của ba và cô. Cả phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, đồng nghiệp và bạn hữu xa gần, chồng cha, ông nội và ông ngoại của chúng tôi là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, ông Dương Công Tuấn, pháp danh Phổ Thiện Hiền, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1941 tại Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam, đã vãng sanh lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Quý Mão tại San Diego, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Linh cữu được vàng tại Moturi, San Diego, lễ hỏa táng tại Ren Moturi, San Diego. Buổi lễ thượng tọa Thích Tính Mẫn chùa Viễn Quang, thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023 vào lúc 11 giờ sáng. Nhập liệm, phát tang cầu siêu, tiễn linh 11 giờ 15 phút sáng, nhập quan 12 giờ trưa tới 8 giờ tối, thăm viếng từ 4 giờ chiều, cầu siêu cúng cơm. Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023, 11 giờ sáng lễ cầu siêu di quan, 12 giờ trưa di quan, 12 giờ 30 phút trưa lễ hỏa táng tại Rematory, San Diego, 2 giờ trưa lễ an vị linh chùa Viên Quang, tang gia Đồng Khấn Báo, vợ Phạm Thu Phong, trưởng nữ Dương Phượng Loan, chồng Nguyễn Văn Nam và các con, út nữ Dương Phượng Tuyền, chồng Lễ Khải và các con. Cá phá này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu. Sáng ngày 11 tháng 3, Diệp Lan ngồi trầm ngâm, nhắc nhớ về người em nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa mất cách đây vài ngày. Một lúc sau, ông than đau tim, bật ngã ra sau nên được người nhà dìu lên giường nằm. Vợ nam nghệ sĩ gọi bệnh viện, định đưa đi cấp cứu thì ông bất ngờ ra đi vĩnh viễn. Ông xã tôi bị đau tim nặng nên thường xuyên mệt, khó thở. Gia đình cũng chuẩn bị tâm lý trước, ông khó qua khỏi. Nếu tái phát lần nữa,
vì mắc nhiều bệnh nền. Dù đau đớn, chúng tôi cũng an lòng vì ông ra đi nhẹ nhàng, không phải chịu cảnh bệnh tật dày vò, bà Thu Phong kể. Bà xã Diệp Lan nói ông chuẩn bị sẵn về ngày cuối đời cho mình. Nghệ sĩ ước được ra đi bình thản, êm đẹp. Ông lo liệu mọi thứ cho hậu sự, căn dặn con cháu trong nhà phải luôn hòa thuận, cố gắng đùm bọc che chở nhau. Do ảnh hưởng chứng bệnh Parkinson, Diệp Lan đi lại khó khăn, giao tiếp chậm. Dù vậy ông vẫn cố tự làm mọi việc, từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ và không muốn phiền hà người thân. Các con cháu luôn quan tâm, thường xuyên tổ chức tiệc để ông cảm nhận không khí gia đình. Hôm ngày 4 tháng 3, nam nghệ sĩ được vợ chồng con gái và cháu ngoại mừng sinh nhật tuổi 82. Đạo diễn Diệp Tiên con trai út của ông sang Mỹ từ 3 năm qua vì muốn gần gũi, chăm sóc cha. Vĩnh biệt nghệ sĩ Diệp Lan, cây đại thụ của cải lương miền Nam. Vĩnh biệt ông Hội Đồng Thăng, Hội Đồng Dư, của sân khấu cải lương xã hội, cây đại thụ của cải lương miền Nam. Ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai kép độc, kép tính cách, kép lão. Sau năm 75, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan được nhiều nghệ sĩ và khán giả yêu mến, gọi là cây đại thụ của sân khấu cải lương miền Nam. Vào tối ngày 11 tháng 3 giờ Việt Nam, cây đại thụ ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 83, sau một cơn đau tim khi tuổi đã cao, sức đã yếu. Anh Diệp Lan hay nhất là ở đôi mắt. Với nhiều khán giả yêu mến cải lương, ít người biết rằng nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan từng là kép chánh kép mùi, vai ông già 70 tuổi, người cha trong vở, người anh khác mẹ của soạn giả Thu An, đã giúp ông đoạt giải Thanh Tâm năm 1963. Cùng năm, với các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Mộng Tuyền, Trương Ánh Loan, Tấn Tài, tuy nhiên sau đó bị bệnh mà tắc tiếng, hơi không còn nhiều, nghệ sĩ Diệp Lan chuyển qua kép độc và ghi dấu ấn với khán giả qua những vai như Hội Đồng Thăng, Đời Cô Lũ, Hội Đồng Dư, Tiếng Hò Sông Hậu. Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho biết, trước đây anh Diệp Lan là kép chánh của đoàn Hữu Tâm, sau khi chuyển sang kép độc, anh Diệp Lan hay nhất là ở đôi mắt. Ví dụ anh đang cầm điếu thuốc, chăm chú suy nghĩ điều gì đó, thì điếu thuốc và đôi mắt của anh đi đôi với nhau. Rồi khi anh diễn phương đoạn, dù không nói lời nào, nhưng căm ghét hay thương yêu, triều mến đều được anh thể hiện qua đôi mắt. Tôi nghĩ đây là điều đặc biệt nhất của anh. Và với một nghệ sĩ trong vai trò kép độc, khó tìm được đôi mắt như vậy. Anh không phải cười khà khà là trở thành kép độc, mà nhờ vào đôi mắt và cử chỉ, tỏ vẻ là ra độc rồi. Còn với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, bà nhận định, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan là một trong số ít diễn viên nghệ sĩ mà sự góp mặt trong mọi tác phẩm là yếu tố quan trọng khẳng định chất lượng nghệ thuật của đêm diễn. Sự nỗ lực nghiêm túc của anh trong từng vai diễn, dù rất nhỏ, cũng là một trong cách thể hiện lòng biết ơn với khán giả, những người bỏ tiền mua vé vào rạp xem hát. Khâm phục biết bao người nghệ sĩ như anh trong thánh đường nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chia sẻ.